chơi mới đó nha các bạn. Đó chính là Tàn Cá Chép Ăn Tiền. Và lực chơi như sau. Đó là ai mà mang ra bao nhiêu tiền thì lấy bao nhiêu, còn phan hồng thì tới lượt người khác. Thế thôi. Còn dễ mà. Dễ mà. Xong nữa chứ. Giờ nhỏ thì khoan trước đi, lâu khoan đi mày. Rồi. Đếm vào ba phan nè. Một, hai, ba. Ba. Ôi, lên lọc ra. Đâu? Nhé, thôi đúng lọc à. Ôi, dạ. Phát gì ghê trời. Rồi, tôi tính tiền kìa nè. Tới phiên anh nè. Thôi đi. Ôi, lọc hoài, tới phiên anh Phan nè, kéo hoài. Đồ màu nữa, nhắm nữa vậy ta. Lỡ này, lỡ nè. Thở cái đúng hồn nhắm. Gì như mấy mấy. Wow. Đâu. Yeah. 20k. Đâu biết 20k luôn, ai ta. Được 20k nha mấy bạn. Dữ. Dữ quá ghê luôn. Để mình. Từng. Để mình nè, mình sẽ lấy 50k thôi, 100k. Dữ là màu. Màu gì màu. Ừ. Bye bye. À quên. Đâu quên, đâu có màu nào, anh chỉ có màu đỏ với màu đen thôi. Đúng. Tại vì cái màu đen không? Ờ. Nhớ mà. Chỉ có màu đen nữa. Như thế. Ôi, học lắm. Ôi, đồ gà. Trời ơi. Chị chứ trời. Cái mày cái lâu. Cái đồng đỏ này. Không, không nè. Ra chim sáng nè. Thằng ta cháy nữa. Còn mày là mà mè kiểu nữa, có đúng không? Ôi, nhanh đúng rồi, trộn gà. Tê lọc kìa. Tê lọc lọc. Nhắm đồ. Nhắm cho kỹ vô nha. Còn phải gì vậy? Nhắm cho kỹ vô. Tê lọc 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 lọc. Còn miếng nó túng rồi. Phan mà giỏi rồi. Chơi vô rồi, không quạo nè. Chơi vô rồi. Thôi, đưa dép ra cho mình, tới mình quay. Tới mình quay. Đây người khác ra. 2 ngàn. Có 2 ngàn rồi, mới làm cái gì. Đúng là mà mèo sụp. 2 ngàn, đúng không có. Nè, bạn này có nè. Bạn cứt nè. Anh làm chi cứt nè. Rồi. Ta ăn đó. Được anh nha. Màu đen mà mày ớ cái gì? Màu đỏ màu đen mà mày cái gì? Chứ kìa rồi, chúng cái là. À không đi mình nghĩ. Quá rồi bạn ơi, vô. Quá trời ơi, quá trời ơi, quá trời ơi. Lắm ơi. Ôi tiền lẻ luôn à. Trời ơi, lẻ ở không. Mà mấy ngàn bộ dở à. Tiền lẻ không à, còn tiền trắng. Vô vô vô, tiền trắng. Nhắm cho kỹ vô, nhắm cho kỹ vô. Nhắm nhắm cho kỹ vô nha. Đê. Đê. Thôi cái vỗ vỗ bê nữa. Ô, gà. Đang đó hả? Gà. 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 Coi anh lọc phán nè nghe. Lọc con gà luôn. Lọc phán, lọc phán, lọc phán. Ê, ê, ê. Tới phiên anh nè. Con em nè, mấy em nè, được 22 ngàn. Giờ lấy tầm 50 luôn nè. Có, 50 à? Dạ có. Nhắm hoài. Đúng rồi. Lại đây. Cái làm gì vậy? Đưa đứt tiền ra chọn đứt cái. Đó là nghe rồi. Nè, quay nè. Quá à, vô. Nè, này, người gái nghe. Người gái nghe. Đó. Được 4 ngàn bạn.
Tới quay lông nghe các bạn. Dạ lông không có phần nào nè. Nhắm người kìa kỹ nha, để Hụt á. Để cho quả đậu đưa nó nha. Khoan khoan. Còn 50 ngàn. Trời ơi hên trời. À còn 50 nãy giờ nó hoài nó không ra. Quá chê cái này dính này. Hay chứ trời. Còn 50, còn 50. Lọc, lọc. 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 Ghê tài. Rồi. Rồi còn đó mà chơi. Rồi hết tiền rồi. Đó luôn rồi. Thôi đi bán thôi. Trời ơi trời. Ê, chia coi. Được số tiền nha các bạn. Đâu rồi, chia đi. Chia đi. Chứ có chia à. Có chia. Thôi, bây giờ mình ở đây cũng dài, mình kết thúc tại đây đi. Ừ. Bây giờ mình kết thúc tại đây nha bạn. Nếu mà các bạn thấy video này hay thì để cho mình một like, một đăng ký kênh. Nếu mà các bạn có ý tưởng nào hay hãy comment đi, còn mình sẽ làm theo nha các bạn. Thôi, đi vô. Mệt quá. Thôi chào bạn đi. Bye bạn. Bye. Vô vô. Đây. Vô chi tiền đi, vô tiền ha.